Xin chào khán giả kênh Phương Dừa. Phương Dừa đang đi trên đường Đinh Tiên Hoàng. Tự nhiên Phương Dừa thấy một cái ngôi nhà di động đó. Một cái người đàn ông đang chở một người phụ nữ trên một chiếc xe có quá trời nít luôn, không biết đi đâu làm gì nữa. Để Phương Dừa chạy theo coi coi sao đó. Mọi người thấy không, có mấy đứa nít ở đó ngồi đó. Họ đi sao mà một bốn đứa nít luôn cái gì vậy. Họ dừng lại rồi, không biết dừng chưa nữa. Tôi vừa thấy chạy từ đoạn cầu bông tới đây. Đi sửa xe hay gì đó. Sửa xe hay gì chị? Lấy số. Lấy số hả? Sáng đâu em mua tôi phụ cho. Bốn đứa con chị luôn hả? Dạ, năm đứa rồi. Năm đứa ở đâu? Đứa ở bên ngoài á. Con ảnh là chồng chị hả? Dạ, chồng. Chị ảnh làm gì vậy? Dạ, không biết chạy xe ôm bán gì. Sao không có chợ gì gửi cho tụi nó, sao không dắt đi theo gì hết chị? Không có chị đưa ra mua bánh con chim. Này là lớn nhất hả chị? Bé dạ, lớn nhất hả? Ở nhà lớn nhất. Bé nhà lớn nhất này mấy tuổi rồi? Đó rồi. Con bé đó mấy tuổi? Con, em mấy tuổi? 3 tuổi. 3 tuổi hả? Đó là mẹ. Đó mấy tuổi? 2 tuổi. Lớn cũng luôn hả? Trời ơi. Còn anh làm nghề sửa xe hả chị? Anh làm nghề sửa xe hả? Hai sửa xe hả? Cô bị gãy xương cốt rồi. Chị làm anh làm cái gì? Cô bán vé số với là chạy xe ôm. À, chạy xe ôm. Ban đêm tôi đi bán mà bị hư hả? Dạ, bị gãy cốt luôn. Dạ. Nặng quá hả chị? Sao hôm nay chị chạy bán gì lâu chưa? 10 năm rồi. 10 năm rồi. Chạy vòng vòng vậy luôn hả? Dạ. Rồi. Đi quận 7, quận 4 đi bán. Quận quê mình ở đâu vậy? Đâu quê chồng em ở An Giang hả? An Giang hả con chị? An Giang. An Giang luôn hả? Chỗ đó An Giang. Chỗ này là ở quận 8. Hả? Quê nó ở mình Long Phước Long mà nhà nó qua mẹ ở quận 8. À. Nhưng mà anh lớn tuổi hơn chị hả? Dạ lớn hơn. Bảy cốt luôn mà. Hai bên khác hả anh? Dạ. Cái gì nhảy cốt luôn. Tại vì vô ở trong cái nhà mướn đó, nó có gà nhiều quá. Rồi nó giật giật giật. Ở đâu vậy anh? Ở ngay Cầu Đỏ. Giờ này trong nhà ra. Rồi bắt đầu giờ từ giờ này bán tới 11 12 giờ khuya về nhà. Đó. Mình bán tiếp đường nào anh? Bán vòng vòng bờ kè nè, rồi vòng ra đường Phạm Đồng về nhà luôn. Bị nhà mướn nhà ở ngay bên bé bên Phạm Đồng á. Trời ơi. 5 đứa con luôn hả? 6 đứa lần á. Ở đây quen biết không à, tại vì dòng họ tôi 6 đứa luôn hả? Tôi đúng còn đủ là 8 rồi. Chết 2 đứa rồi đó. Bố chồng mẹ đó. Rồi đẻ gì dữ thần hả trời. Nhỏ này nhỏ nhất của chị hả? Dạ đúng rồi. Chị sản còn bao nhiêu? Chị sản hả? Còn bao nhiêu tờ vậy? Nó đẻ nó đâu này là nuôi hết nổi rồi. Trời đất ơi. Ai dạ. Đẻ được 8 đứa chứ trời. Chết 2 rồi, còn có 6 à. Hai đứa kia bệnh nó sao? Một đứa đẻ ra cho đẻ đẻ. Đẻ cao lên, đẻ cao lên. Đẻ chết, còn đứa luôn là chịu chết. Ủa quá kìa. Bắt ra được mà. Cho anh chú này nè. Đếm hồi quên rồi, đếm xong nó chịu quên tiêu rồi.
Hả? Vậy? Con tên gì? Con tên gì? Bé nó rồi. Con nó tên gì? Con tên gì? Trời ơi. Nè mấy tuổi? Em mấy tuổi? Ôi mẫu mà bằng hai thì tôi cũng lên tôi luôn. Chắc ba đứa con trai này, con trai có ba đứa con trai một đứa con gái rồi đẻ mình thấy ghê trời. Bây giờ là còn năm đứa con trai đứa con gái, hai đứa kia ở nhà bà ngoại nữa. Có bao lâu mà đẻ ba năm hai đứa vậy? Ba năm đẻ hai đứa hả? Đi vô trong đâu hả? Cơm thấy con ăn hả? 25 tờ hả chị? 25 tờ hả? Bán nhiêu mà còn 25 tờ vậy? À, bán 400 tờ. 400 tờ hả? Còn nhiêu đấy hả? Bán hồi tối giờ, hồi tối tôi bán luôn, hết rồi. À, thì muốn hết như đây nữa đi về luôn á. Cái này giống như ngôi nhà di động quý vị, đây là nhà trẻ không thể tưởng tượng được. Ở thành phố mà có cái nhà trẻ mà di động nha, bốn đứa ở trên bốn cái xe, ở trên xe này giống như cái lồng á, rồi quần áo gì tùm lum rồi nè. Trời ơi, nhỏ này nó bị suy dinh dưỡng luôn rồi, mềm lem tốt luôn. Nước nôi gì máng tùm lum luôn. Chị bao nhiêu tuổi vậy? 591 anh. Dạ. Ôi nhỏ tuổi nha. Bé con. Xuống không? Xuống không? Không biết nói chuyện. Xíu rồi. Thấy nóng lạnh đi chứ. Thấy mình cũng chóng luôn á. Sao nuôi nổi giật mình hai đứa mình nuôi cũng xỉu. Ủa mà đẻ thì đẻ chứ. Đẻ con. Trong đây. Trong đây. Để mua hết này nha. Dạ. Hư rồi, xe hư rồi, phương tiện mưu sinh duy nhất của nhà. Trời ơi, để chú quánh mày già. Có không? Có con đạn không? Trời ơi, nó chạy lung tung rồi mẹ nó đi. Chế luôn, xào luôn đi. Ngày mình bán được nhiêu tờ chị? Ngày bán được 400. 400 hả? Quay ảnh nè. 400 là tờ được nhiêu anh? Dạ. Là được 400 mấy hả? Đâu, 400 thì là được 480. Dạ. Có như ngày là được 480. Đủ sữa tả mấy đứa nhỏ à? Dạ, còn ở ngày nhà nè. Ngày nào hết ngày đó. Ở nhà chợ thì bao nhiêu tiền một tháng hả? Dạ, 1,5 triệu. Dạ, điện nước luôn là 1,8 triệu mà. Sao anh chị đẻ dữ vậy? Tại chú ham con mà. Trời ơi. Rồi anh ai cũng sợ nghèo hết rồi, người ta đầu thai vô chỗ nào? Người ta chết rồi người ta đầu thai vô chỗ nào? Ai cũng sợ nghèo hết rồi, ai cũng kế hoạch quá gia đình hết rồi, người ta đâu có đầu thai được đâu. Bao nhiêu tuổi? Tôi 4 mấy rồi. 4 mấy là... Lớn hơn vợ tôi 15, 16 tuổi luôn mà. Ồ, rồi hai người sao quen vậy? Nói chung là vợ tôi nó có một đời chồng, có hai đứa con rồi. Hai con sẵn rồi. Rồi tôi thì chưa vợ. Tôi thấy bà này có hai đứa con nít tôi thương rồi, cái là thương mẹ thương con luôn chứ sao. Dạ. Rồi tôi ở với bà là có 6 đứa, con riêng bà hai đứa. Rồi. Cưới bao lâu rồi anh? Năm 10 năm rồi. Hai chồng cưới 10 năm. Rồi. Chị này sinh năm 91 vậy là mới có 28 à, 28 tuổi. Mà cưới năm 18 tuổi hả? Vậy là trước đó ba có chồng nữa rồi. Có chồng hai đứa con rồi đó. Trời đất ơi. Để mà có chồng năm mười mấy tuổi trời. À. Kiểu dạng bị người ta dụ ăn ở lỡ có con mà gia đình cho ở luôn á. Rồi sau này cái gia đình thấy kia nó ăn nhậu hoài mà không có lo cho nó rồi chia tay nó mới lấy tôi. Dạ. Rồi sao anh quen được vậy? Chạy xe ôm mà. Ồ. Chưa tình gặp bả thôi. Bây giờ con của anh là còn sáu đứa. Còn bốn chết hai. Còn con của bả hai nữa là sáu. Ồ chết hai đứa rồi. Đổi đi.
thắp lắm tao biết này không? Dạ dạ không có gì đâu. Bây giờ mình đi chạy đi mua kiếm mua cái này được không? Thôi khỏi khỏi đi, cho mấy đứa nó ăn cơm. Chạy mua hai con gái mà đem lên tiền cho. Xe này là ta cho mình cái gì? Dạ, xe ta cho mình cái gì? Dạ, xe mà mua góp rồi. Góp à? Mượn tiền góp mua. Trả lâu rồi, trả lâu rồi. Mình vậy còn có ai giúp mình không? Dạ. Có ai quay clip giúp mình chưa? Chưa, có anh à. Mỗi lần có anh kia cho 6 triệu. Sao anh cho 2 triệu? Anh nói là có người nào ở ngoài gửi về cho đó. Không coi đồ coi nha. Rồi. Lâu rồi. Rồi tới nay nữa là anh ấy có gì ta gửi nữa anh cho. Ờ chó đi chứ. Nhỏ này là mấy tuổi hả? Dạ một tuổi mấy rồi, một tuổi mấy hả? À, đây là bốn đứa con này nè, chắc bốn đứa con của ảnh, còn hai đứa con kia là chắc là ở nhà ngoại. Hai đứa kia là ở nhà ngoại. Cái này lo mình hát, mình hát cái gì anh? À, sách nó lo theo mình hát cái gì? Đó là cái máy để bắt lên hát. Máu á. Máu hả? Chưa có tiền máu. Uống máu là bị sao chị? Mới đẻ ra bị bây giờ. Thế hả? Bị bú á. Dạ. Bú trong con mắt nữa đó. À, trong con mắt có bú hả? Ở đây hả chị? Rõ dạ, con nghiệp dạ. Rồi. Bây giờ mổ được chưa? Đâu bữa nào để lát em xin số điện thoại anh đi rồi anh vô anh hỏi mổ bao nhiêu tiền đây em giúp được không? Dạ, ước tính là bữa hổm chụp em ray chụp ít quang không hết là hết 3 triệu rồi. Rồi giờ mổ nữa khoảng 7 triệu. Thì em vô anh hỏi đi rồi em ra em đóng viện phí cho anh mổ. Dạ dạ. Để tội nghiệp nó. Thôi con xíu à. Anh vô anh hỏi đi, lát anh xin số điện thoại anh. Rồi cái em gọi cho anh. Rồi cho đàn tao còn nhỏ này, đằng này nó phá ghê trời. Mình là sáng giờ mà. Rồi nguyên gia đình được. Quý vị khán giả coi kìa. Chạy lung tung tà đen. Bà già mình nói là giống như trời sinh cho sinh cỏ mà ở thành phố mà cỏ đâu mình sinh, ở quê còn nuôi nổi. Sống về quê mình sống nó thoải mái hơn anh. Ngày có 100. À chứ tôi đi làm hồ ngày có 100 ngàn đâu sống. Vậy hả? Ở dưới tôi đi làm hồ 100 ngàn mình ăn đủ. Trời ơi, đứa này phá ghê người ta. Đây là ngôi nhà của chú nó mưa nè. Trời ơi, nhìn sơ tưởng con nghèo quá, ai già nhà là nhà ngân hàng của vậy, nhà của mấy đứa nhỏ là ở nhà ở mặt tiền đường Đinh Tiên Hoàng của chị giả. Ở nhà có ba đứa nhà luôn, có ba cái anh em luôn. Còn bốn mãi nữa ghê, nhưng mà còn ngồi xe nấu ẩm nó ra đó. Thôi chẳng ngồi trên xe đó có dù mưa á, có dù mà ơi để chết ẩm vô đi, ăn mưa lớn nạt lắm á, mai dù á. Ở đây mưa là mới tạt rồi chứ đâu. Mà đi ăn con. Đi đây. Đi con.
nào giờ lấy cơm ăn kìa. Trời ơi. Cơm ha. Rồi tôi còn ở đây kìa, ai vô rút tiền được. Không, ta rút rút bà cũng sao. Rút rút rồi. Không vô con ngay. Vô đi rút con. Chị bốn đứa có học cơm hả chị? Ăn ít lắm. Đây là một cái clip rất là đặc biệt của con dừa luôn á. Con dừa đang đi trên đường Đinh Tiên Hoàng mà con dừa thấy nhà con này xong vô con ướt không? Ướt hết rồi. Con dừa thấy không? Quay đi. Điện ha. Rồi ướt nữa ra. Hả? Cõi ông nè chị. Tắm mưa hả? Đi qua chương trình dùng án ai để tiếp. Cái này bị mất mưa rồi, chào tạm biệt quý vị khán giả nha. Hẹn gặp lại quý vị trong một video tiếp theo.